Với chủ đề tiếp tục cải thiện môi trường làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, Bộ Công Thương vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ với lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ năm 2024 dưới sự chủ trì của Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ đã báo cáo những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động của đơn vị trong thời gian qua. Các ý kiến tập trung chủ yếu vào vấn đề liên quan tới công tác chăm lo đời sống cán bộ công chức, viên chức, nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác, công tác cán bộ và chuyên môn. Sau khi lắng nghe những ý kiến trao đổi, thảo luận của lãnh đạo các đơn vị bộ trưởng đánh giá nhìn chung cùng với việc kịp thời ra soát sửa đổi bổ sung hoàn thiện và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc các quy chế quy định trong cơ quan thì việc tổ chức đối thoại hàng năm đã góp phần lớn trong việc hình thành và củng cố tính đoàn kết nội bộ bộ trưởng đã chỉ ra những vấn đề cần phải tập trung khắc phục và đưa ra một số nhiệm vụ như tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến nghiên cứu quán triệt chủ trương cơ chế chính sách nhất là những chủ trương chính sách mới liên quan tới lĩnh vực hoạt động trong từng đơn vị cơ sở trực thuộc bộ đẩy mạnh việc xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực công tác của bộ từng đơn vị thuộc bộ giả soát cắt giảm đơn giản hóa các thủ tục hành chính bộ trưởng yêu cầu dựa vào đề án vị trí làm việc của cán bộ công chức viên chức trong các cơ quan đơn vị để lãnh đạo nhất là người đứng đầu làm tốt công tác phân công công tác tăng cường tổ chức các hoạt động tập thể trong từng đơn vị để tạo sự gần gũi gắn bó và hiểu biết lẫn nhau nhất là hoạt động văn hóa thể thao du lịch làm việc nhóm tiếp tục giả soát bố trí nguồn lực để sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất máy móc trang thiết bị phương tiện điều kiện làm việc của cán bộ